tranh cãi trường hủy bỏ bài tập Tết, ban hành hướng dẫn tận hưởng kỳ nghỉ. Bắt tài xế ô tô gây tai nạn khiến hai vợ chồng cao tuổi tử vong. Gái xinh kết bạn Facebook bẫy lừa đảo. Sau việc nói gì về mức án treo của Ngọc Trinh? Clip xe gắn biển tập lái chạy cực ẩu chèn đầu ô tô. Hình ảnh sự việc được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông cho thấy tại đoạn đường có vạch trắng nét liền, cấm các phương tiện đè vạch. Ô tô gắn biển tập lái vẫn chuyển làng, chèn đầu ô tô phía sau. Đoạt clip thu hút hàng chục bình luận, trong đó nhiều ý kiến bày tỏ ngao ngán trước vi phạm của người điều khiển ô tô gắn biển tập lái. Một số ý kiến thì bày tỏ thông cảm vì cho rằng có thể người cầm lái ô tô là học viên mới tập lái. Liên quan tới sự việc trên, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch cho biết, theo quy chuẩn, vạch trắng nét liền phân làng đường các phương tiện chạy cùng chiều, cấm các phương tiện đè vạch, chuyển làng, lấn làng. Hình ảnh từ clip cho thấy ô tô gắn biển tập lái phía sau không tuân thủ quy định chuyển làng, đè vạch trắng nét liền. Về quy định xử lý vi phạm chuyển làng, luật sư Trần Tuấn Anh cho biết phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển ô tô chuyển làng đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước với hành vi vi phạm chuyển làng không đúng quy định gây tai nạn giao thông, người điều khiển ô tô sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Luật sư Tuấn Anh nói. Đối tượng dùng dao nhọn khống chế yêu cầu bị hại chuyển 300 triệu đồng bị khởi tố. Ngày 2 tháng 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Minh, sinh năm 1983 về tội cướp tài sản. Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại về việc đối tượng sử dụng hung khí đe dọa, yêu cầu chuyển số tiền 300 triệu đồng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khẩn trương điều tra, triệu tập đối tượng để làm rõ hành vi vi phạm tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Ngọc Minh khai nhận do không có việc làm ổn định, cần tiêu xài cá nhân, ngày 29 tháng 1 năm 2024, Nguyễn Ngọc Minh có hành vi sử dụng dao nhọn không chế, đe dọa yêu cầu bị hại phải chuyển cho mình số tiền 300 triệu đồng. Nguyễn Ngọc Minh là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật. tranh cãi trường hủy bỏ bài tập tết ban hành hướng dẫn tận hưởng kỳ nghỉ Kỳ nghỉ đông năm 2024, trường tiểu học Thái Hòa số 3, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, hủy bỏ toàn bộ bài tập viết truyền thống và thay thế bằng hướng dẫn tận hưởng cuộc sống trong kỳ nghỉ đông, được cá nhân hóa và tùy chỉnh cho học sinh. Theo hiệu trưởng, việc nhà trường cải cách bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông này nhằm giúp trẻ em không phải làm bài tập về nhà và thực sự tận hưởng kỳ nghỉ đông và đạt được sự phát triển tốt hơn. Thay vào đó, nhà trường cung cấp 3 khí cạnh, hướng dẫn tận hưởng cuộc sống trong kỳ nghỉ đông để học sinh tự lựa chọn. Trước tiên, tuân thủ việc giữ gìn sức khỏe, thực hiện các bài tập có lợi cho sức khỏe và tinh thần, tạo nền tảng thể chất tốt cho học kỳ sau. Thứ hai, du lịch ngàn dặm, đọc hiểu về Trung Quốc và thế giới, mở rộng tầm nhìn và tâm trí. Thứ ba, đọc các cuốn sách tỉnh tâm đọc, thưởng thức những bữa tiệc nghệ thuật từ điện ảnh, truyền hình, kịch mang lại, làm phong phú thêm thế giới tinh thần, trao dồi khả năng và gu thẩm mỹ. Tin tức về việc học sinh không cần làm bài tập Tết đã tạo ra sự tranh cãi rộng rãi trên khắp mạng xã hội Trung Quốc với hashtag trường tiểu học hủy bài tập trong kỳ nghỉ đông. Ngay sau đó, một cuộc thăm dò do Sandy Online Weekly thực hiện trên mạng xã hội Weibo cho thấy, trong số 9.564 câu trả lời, gần 72%, tức là 6.883 cư dân mạng đã bỏ phiếu ủng hộ việc hủy bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông. Trong khi số còn lại thì tin rằng việc này là không cần thiết, bắt tài xế ô tô gây tai nạn khiến hai vợ chồng cao tuổi tử vong. Ngày 2 tháng 2, công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Tự Quý, sinh năm 1984 về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 2 tháng 2, Hồ tự Quý điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 37F00542 đi đến km 540 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây xảy ra va chạm với xe mô tô do ông Thành sinh năm 1943 điều khiển chở vợ là bà Loan, hậu quả làm ông Thành và bà Loan tử vong. Kiểm tra nồng độ cồn đối với Hồ tự Quý cho kết quả 0,00mg trên lít khí thở, âm tính với các chất ma túy. Trên cơ sở các tài liệu điều tra thu thập được, đủ căn cứ để xác định lỗi trong vụ tai nạn giao thông nói trên là lỗi hỗn hợp. Trong đó, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn là do hồ tự quý điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn và không giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại một cách an toàn khi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm và qua nơi đường bộ giao nhau cùng mức. Chính vì vậy đã vi phạm quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, gây tai nạn giao thông hậu quả rất nghiêm trọng làm hai người chết. Gái sinh kết bạn Facebook 7 lừa đảo Việt Hoàng, Hà Nội sở hữu tài khoản Facebook bình thường, nhưng bỗng một ngày có nhiều tài khoản lạ gửi lời mời kết bạn với anh. Trong đó, phần đông là những cái tên rất kêu và sử dụng ảnh đại diện là những cô gái xinh đẹp, thậm chí có phần hở hàng. Ban đầu Hoàng cho biết anh nghi ngờ những tài khoản này là ảo, nhưng sau đó vào kiểm tra ngẫu nhiên một số thì thấy có kết bạn rất nhiều, có bài đăng và có tương tác, nên dù không rõ là ai ngoài đời thực, anh vẫn đồng ý kết bạn. Giống như việc Hoàng nhiều người sử dụng mạng xã hội Facebook tại Việt Nam cho biết, thỉnh thoảng nhận được lời mời kết bạn hoặc tin nhắn hỏi thăm rất chu đáo từ các tài khoản lạ, sử dụng hình ảnh các cô gái trẻ đẹp không chỉ hỏi thăm dù xa lạ, nhiều kẻ lừa đảo còn tiếp cận nạn nhân bằng cách giả vờ có sự nhầm lẫn, rồi trò chuyện, kết thân tạo lòng tin. Theo đó, những tài khoản này bắt chuyện, chào hỏi ngắn gọn như chào anh, hi anh hay gửi những biểu tượng cảm xúc. Sau khi nhận được phản hồi, con mồi sẽ đưa ra thông tin có tính thăm dò như hỏi nơi đang sinh sống. Tiếp đến là sẽ giả vờ từng gặp tại một sự kiện cụ thể ở địa phương, ví dụ đám cưới, tiệc sinh nhật. Khi bị phủ nhận thì sẽ chuyển sang xin lỗi vì nhầm để từ đó chuyển hướng câu chuyện sang đề tài khác nhằm kéo dài câu chuyện. Khi thấy những chủ tài khoản sexy, xinh gái hỏi thăm và bắt chuyện, không ít nạn nhân đã mất cảnh giác mà sập chiếc bẫy tinh vi đã được giăng sau đó. Mới đây tại Đà Nẵng, đối tượng Châu Hoàng Khang dùng tài khoản mạng xã hội giả các cô gái xinh đẹp trong nhóm phụ nữ đơn thân nói chuyện yêu đương với một người đàn ông rồi dụ dỗ chuyển tiền. Khai trừ đảng cựu giám đốc sở tài chính Phú Yên Ngày 3 tháng 2, Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh này đã họp xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Duy Vinh, cựu giám đốc Sở Tài chính. Theo Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên, trong thời gian giữ chức vụ giám đốc Sở Tài chính, ông Vinh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, ký văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định, gây thất thoát tài sản của nhà nước đến nay viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên đã truy tố ông đỗ duy vinh về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xét tính chất mức độ nguyên nhân hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng ban chấp hành đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật ông đỗ duy vinh bằng hình thức khai trừ ban chấp hành đảng bộ tỉnh phú yên cũng đề nghị cấp phó có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông phạm đình cự cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên theo quy định của đảng trong thời gian giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ông cự đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước không chỉ đạo thu hồi đất và ký văn bản cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định gây thất thoát tài sản của nhà nước viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên đã truy tố ông phạm đình cự về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xét tính chất mức độ nguyên nhân hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng Ban chấp hành đảng bộ tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Phạm định Cự theo quy định của đảng. Sao việc nói gì về mức án treo của Ngọc Trinh? Ngày 2 tháng 2, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ so thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, Ngọc Trinh mong hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho mình mức án nhẹ nhất để trở về với gia đình. Bị cáo rất nhớ người thân, thực sự sai và gửi lời xin lỗi đến những người mà bị cáo đã làm liên lụy trong vụ án này. Nếu Hoàng nội y nói. Cũng theo hội đồng xét xử, bị cáo Ngọc Trinh mặc dù không có giấy phép lái xe phân khối trên 150cc bằng A2, nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2023, Ngọc Trinh đã rủ Trần Xuân Đông đến các tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Thủ Đức để cùng thực hiện các động tác như thả hai tay, nằm trên yên xe, quỳ gối trên yên xe mô tô phân khối lớn. Hành vi của Ngọc Trinh và Đông đã xâm phạm đến trật tự công cộng, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của người khác, gây mất an ninh trật tự xã hội. Sau thông tin Ngọc Trinh bị tuyên phạt một năm án treo, nhiều sao việc bày tỏ bản án đã có tính răng đe là bài học sâu sắc đối với Ngọc Trinh, đồng thời cũng chúc mừng cô được trở về nhà đón Tết cùng gia đình. Trên trang cá nhân, vụ khắc tiệp, bạn thân của Ngọc Trinh đã đăng tải dòng trạng thái. Chúc mừng em! Bên cạnh đó, khi có một người anh để lại bình luận chúc mừng hai em, vụ khắc tiệp đã chủ động cảm ơn người này. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đăng hình ảnh mới của Ngọc Trinh và chia sẻ, mặc dù không ưa vì nhiều lý do cá nhân, nhưng cũng mong cô ấy sẽ gặp may mắn được khoan hồng hôm nay. Chắc chắn cô ấy đã có bài học rất lớn trong cuộc đời của mình rồi. Đối tượng phê ma túy điên cuồng tấn công đại ủy công an giữa ngã ba đường có thể đối diện nhiều tội danh. Như đã đưa tin, công an thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Ngô Quốc Hưng, sinh năm 2001, để điều tra về việc tấn công đại ủy công an giữa ngã ba đường. Trước đó, khoảng 8 giờ 15 ngày 28 tháng 1, tại trục đường Thống Nhất, thuộc địa bàn phường Phước Lộc, thị xã La Ghi, đại úy Đỗ Đức Huy thuộc cán bộ công an phường Phước Lộc, thị xã La Ghi, đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cung đường diễn ra giải chạy việc giả của địa phương tổ chức thì bất ngờ bị Hưng điều khiển xe máy lao vào đạp vào người. Chưa dừng lại ở đó, Hưng tiếp tục quay đầu xe, tung trực diện và dùng chân đạp liên tục vào mặt đại úy Huy. Đánh giá về vụ việc trên, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định của pháp luật thì người say rượu bia hoặc sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi của đối tượng có thể là gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, thậm chí có thể còn là hành vi giết người nếu như có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân. Trong trường hợp hành vi có thể dẫn đến chết người thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người, còn trường hợp kết quả xác minh điều tra cho thấy hành vi của đối tượng không có khả năng dẫn đến chết người, đối tượng không có mục đích giết người nhưng hành vi đã gây ra thương tích cho đại úy công an thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích. Trường hợp nạn nhân không có thương tích thì vẫn sẽ xử lý đối tượng này về tội chống người thi hành công vụ. Ngoài ra, cơ quan cũng điều tra làm rõ về việc sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện như thế nào trong trường hợp phát hiện hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thì đối tượng này còn bị xử lý thêm về một trong các tội danh này theo quy định của pháp luật. ATM tự nhả ra 20,5 triệu, một phụ nữ chờ 20 phút trả lại người bỏ quên. Chiều ngày 2 tháng 2, tại phòng giao dịch Khe Sanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, Công an xã Hướng Phùng đã bàn giao 20,5 triệu đồng cho ngân hàng để tra soát trả lại người mất. Theo Công an xã Hướng Phùng, khoảng 16 giờ 30 chiều 31 tháng 1, chị Nguyễn Thị Vinh, 39 tuổi, đến cây ATM của ngân hàng MB ở thị trấn Khe Sanh để rút tiền. Chị cho thẻ vào cây ATM nhưng không nhét thẻ vào được. Ít lâu sau, chị Vinh phát hiện số tiền lớn chạy ra từ máy ATM chị cầm tiền và chờ người bỏ quên tại cây ATM khoảng 20 phút nhưng không thấy ai đến nhận sáng ngày 1 tháng 2 chị Vinh mang 20,5 triệu đồng đến công an xã Hướng Phùng nhờ tìm chủ nhân trả lại trong khi đó phí MB cho hay khoảng 16 giờ 25 chiều ngày 31 tháng 1 một khách hàng có đến cây ATM của ngân hàng để nộp 20,5 triệu đồng nhưng không nhận được thông báo số dư nên anh đã báo ngân hàng và được hướng dẫn làm thủ tục trai soát hoàn tiền Hiện ngân hàng MB đã nhận lại số tiền trên, đang tra soát và xác nhận chủ nhân để hoàn trả. Kẹt xe 20 km ở đầu ra cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết Từ sáng sớm ngày 3 tháng 2, đầu ra hướng về các tỉnh miền Trung tại nút giao cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết và quốc lộ 1 ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, kẹt xe kéo dài. Một lái xe cho biết đã chôn chân trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, cách nút giao khoảng 20 km, gần 1 giờ đồng hồ. Xe anh nhích từng chút một trên cao tốc hướng đến nút giao để về miền Trung. Theo một cán bộ cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận, từ sáng sớm cùng ngày, lượng xe di chuyển trên cao tốc hướng từ dầu dây ra rất lớn để về các tỉnh miền Trung dịp nghỉ Tết. Khi chạy hết trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, tài xế bắt buộc phải nhập làng vào đường dẫn ra quốc lộ 1 nên thắt cổ chai ở đây. Xe trước chạy chậm, kéo theo xe phía sau cũng chậm dần, rồi ung ứ kéo dài. Chạy ra hết đường dẫn khoảng 2 km, tài xế gặp chốt đèn xanh đèn đỏ với quốc lộ 1 nên tiếp tục dừng. Xe cùng lúc về quê nghỉ Tết rất đông nên nối tiếp nhau dừng lại tại đây rồi ung ứ. Chúng tôi đang phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông điều tiết. Một cán bộ Cảnh sát Giao thông thông tin. Còn theo đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường cao tốc số 6, đoạn cuối cao tốc Phan Thiết-Vĩnh Hảo hướng về Vĩnh Hảo, ủng ứ nghiêm trọng do đèn tín hiệu giao thông trên quốc lộ 1 có thời gian ngắn. Cộng với lượng xe đổ dồn về các tỉnh miền Trung, miền Bắc ăn Tết đông nên không kịp thoát. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.